Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chưa biết tạo một cái USB boot dùng để khôi phục cũng như cài đặt Windows một cách nhanh chóng nhất. Các bạn tuân thủ theo các bước sau. Bước thứ nhất, các bạn mở trình duyệt web. Máy tính của các bạn phải có kết nối Internet. Vào mục tìm kiếm, các bạn gõ chữ Profoot, Enter. Các bạn tìm đến trang chủ profoot.ie. Các bạn kéo xuống phía dưới và bấm vào đây để tải về phần mềm Profoot mới nhất 3.14. Máy tính tự động tải về. Cái thư mục tải về nó chính là thư mục download của máy tính các bạn nhé. Đây, một thư mục download. Các bạn thể copy ra màn hình được. Và desktop của màn hình. Copy ra desktop của màn hình. Để tí chúng ta sẽ chạy. Đây mình copy đây rồi. Bước thứ hai. Các bạn vào trình duyệt web và tải cái file Windows mà các bạn mong muốn. Giả sử chúng ta muốn cài bản Win10, giả sử Win10 Pro bản quyền, thì các bạn sẽ đánh vào đây là Win10 đuôi ISO các bạn nhé. ISO. Chúng ta tìm cái định dạng ISO để chúng ta tải. Và chúng ta vào cái tải miễn phí.vn để chúng ta tải về. Còn nếu trên máy tính của các bạn có rồi thì các bạn không phải làm cái bước số 2 này nữa. Giả sử trên máy tính của mình có rồi thì mình không cần phải làm cái bước này nữa. Mình đã lưu vào đây rồi. Đây. Dạng ISO Win10 Pro 2014 hoặc là Win10 cái bản 64 bit này. Mình thích cài bản 64 bit hơn cả bản 32 bit. Bản 64 bit thì nó sẽ chạy, nó sẽ mượt hơn. Còn những bạn nào có cấu hình máy thấp thì các bạn cài bản 32 bit thôi. Sau đó các bạn đến bước thứ ba, các bạn bật Profoot này lên và chọn Yes. Nó yêu cầu là có update cái Profoot này không, các bạn chọn Yes. Trên cái giao diện của phần mềm Profoot này nó gồm có các cái mục, thứ nhất là mục device. Đấy, nó tự nhận ổ USB của các bạn. Ổ USB của mình có 8 GB. Tiếp theo trong mục boot select thì các bạn sẽ chọn disk or ISO match. Sau đó các bạn bấm vào mục select để tìm đến cái file ISO mà bạn tải về hoặc có sẵn trên máy. Tức là cái bộ Win ấy, bộ Win cần cài đặt dưới dạng ISO. Đây là mình chứa trong máy rồi. Rồi mình chọn luôn cái bản này luôn. Bản 64 bit này luôn. Định dạng ISO các bạn nhé. Bấm OK. Trong mục Make Option này,
thì các bạn để cái chế độ standard window installation nhé. Ở partition chime này, nếu ổ cứng của các bạn định dạng GBT rồi thì các bạn sẽ để dạng GBT. Còn nếu ổ cứng các bạn định dạng MBR rồi thì các bạn để ở chế độ MBR. Đấy. Còn các bạn để ngẫu nhiên này thì các bạn phải dùng một cái phần mềm tiếp theo để các bạn định dạng cho ổ cứng nhé. Còn ổ cứng của mình là định dạng ở chế độ GPT, là mình sẽ chọn GPT. Cái này nó để mặc định luôn. Khi chúng ta chọn đây thì nó mặc định về này luôn. À, đặt tên cho USB, chúng ta để nguyên như vậy. Chỗ này ta để LTMS, chỗ này ta để mặc định. Ta bấm Start, bấm OK để đồng ý. Trong quá trình khởi tạo USB dùng để khôi phục Windows thì cũng mất khoảng độ 20 phút, cho nên trong thời gian này các bạn có thể pha cà phê nhâm nhi để thưởng thức. Như vậy sau khoảng hơn 20 phút, chúng ta đã tạo thành công cái USB có chứa bộ cài đặt Windows. Đây là bộ cài đặt Win 10 do mình tạo ra. Tuy nhiên thời gian này dài hay ngắn là tùy thuộc vào cái bộ cài đặt Windows này tích hợp nhiều phần mềm hay ít phần mềm, bản full hay là bản không, bản full phần mềm hay là bản gốc. Các bạn đóng clo lại nhé, đóng phần mềm này lại. Như vậy chúng ta đã kết thúc cái quá trình tạo USB có chứa bộ cài đặt bằng phần mềm Rootfoot. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang cách sử dụng cái USB này. Sau khi các bạn đã sử dụng cái phần mềm Rootfoot để tạo ra USB có chứa bộ cài đặt Windows, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái USB này để khôi phục Windows hay cài đặt mới Windows. Thì các bạn sẽ kết nối cổng USB với USB. Bước tiếp theo, chúng ta bấm phím nguồn của máy tính. Sau đó bấm phím thích hợp để vào mini boot của máy tính. Đối với dòng máy tính Dell thì chúng ta sẽ bấm phím F12 để vào mini boot. Trong mini boot thì có hai chế độ. Chế độ legacy và chế độ UEFI. Vậy để lựa chọn sao cho phù hợp thì các bạn lưu ý như sau. Nếu ổ cứng của các bạn để ở định dạng MBR thì các bạn sẽ boot ở chế độ legacy. Đấy, các bạn chọn cái dòng này và bấm enter. Còn nếu ổ cứng của bạn để ở định dạng GBT thì các bạn sẽ boot ở chế độ UEFI và bấm enter. Thực ra việc cài đặt Windows rất đơn giản đấy các bạn ạ, chứ không có gì là khó khăn cả. Các bạn chưa hiểu thì hoặc là chưa biết thì các bạn thấy là nó phức tạp. Còn khi chúng ta làm được 1-2 lần rồi thì nó rất là đơn giản. Không cần phải mang máy tính ra cái cửa hàng máy tính để cài đặt. Vì cài đặt ở ngoài đấy thì người ta lấy từ 50.000 trở lên công cài đặt của người ta,
Còn khi các bạn biết rồi thì nó quá đơn giản luôn. Trên màn hình đó là cửa sổ cài đặt Windows Setup. Trên cửa sổ Windows Setup này thì các bạn sẽ tiến hành lựa chọn các mục như sau. Thứ nhất là cài đặt ngôn ngữ, người ta cứ để tiếng Anh. À, các bạn thích tiếng Việt thì các bạn bấm ở đây và kéo xuống, nhưng mà ở cái mục ngôn ngữ này thì khi bắt đầu cài đặt Windows thì người ta sẽ mặc định là tiếng Anh các bạn nhé. Còn ở mục Time này thì các bạn để nguyên theo mặc định này cũng được, hoặc các bạn kéo xuống các bạn chọn Việt Nam. Đây, Việt Nam nó hơi bị nhòe. Đây là các bạn thấy chưa? Việt Nam. Ở chế độ keyboard này thì các bạn để cho mình cứ ở chế độ Việt Nam luôn, hoặc là US nhé. À, ta để chế độ US đi. Rồi ta bấm Next. Bước tiếp theo, các bạn bấm vào Install Now. Ở cửa sổ Windows Setup lúc này có cái yêu cầu là nhập key của phần mềm. Nếu chúng ta không có key bản quyền thì chúng ta sẽ chọn vào cái mục này. Còn nếu chúng ta có bản quyền thì các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào cái bàn phím ảo này để các bạn nhập, hoặc là các bạn nhập trực tiếp trên cái bàn phím của mình. Đấy, nếu các bạn có sẵn key bản quyền. Ở đây mình không có key bản quyền thì mình sẽ bấm vào đây. Trong cái mục này thì yêu cầu là chúng ta sẽ lựa chọn cái hệ điều hành phù hợp hay là yêu thích để chúng ta cài đặt. Thì trên này có rất là nhiều bản, bản Windows 10 Home đó, Home N này, rồi là bản Education này, rồi bản In 10 Pro này, rất nhiều bản luôn. Để các bạn lựa chọn. Ở đây mình sẽ cài cái bản Windows 10 Pro. Mình bấm chuột vào đây và chọn Next. Bước tiếp theo, ta chọn I accept, được chấp nhận, và bấm Next. Trong cái mục Time này thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là để update. Đấy. Lựa chọn thứ hai là cài đặt mới. Thì đây là cài đặt mới hoàn toàn, chúng ta chọn cái mục thứ hai. Trong cái mục này người ta yêu cầu chúng ta là cài đặt nên cái partition nào, tức là ổ cứng nào. Thì có rất nhiều ổ cứng hiện ra. Thì các bạn lưu ý ở bước này là các bạn phải trừ các cái ổ cứng có chứa dữ liệu của các bạn nhé. Thì các bạn xóa các cái ổ cứng không cần thiết ở đây đi, không liên quan đến dữ liệu. Các bạn xóa đi, các bạn chọn này, các bạn xóa đi.
Đến đây rồi thì các bạn bấm Next. Rồi, máy tính tiến hành copy file. Rồi, nạp các file cần thiết. Đến đây các bạn có thể là pha cà phê, ngồi nhâm nhi và chờ đợi. Ở cái phần này thì mình xin phép được tua đi các bạn nhé. Đến đây máy tính bắt đầu khởi động lại lần thứ nhất, hoặc các bạn có thể bấm vào reset. Đấy, các bạn bấm vào đây. Các bạn không phải làm gì cả, các bạn cứ kệ, cứ để cho máy tính nó tự làm. Máy tính lại tiếp tục reset lại một lần nữa. Đến bước này các bạn chờ một chút. Đến đây các bạn chọn cho mình ở Việt Nam. Ở Việt Nam và bấm Yes. Lại chờ một chút nữa. Các bạn chọn cho mình là keyboard để các bạn chọn US này. Chọn Yes. Ở đây các bạn chọn Skip. Skip. Đến đây người ta yêu cầu là kết nối Internet thì các bạn bỏ qua bước này. Các bạn bấm vào đây. I don't have Internet. Tôi không có Internet. Có thì các bạn cũng bỏ qua. Đến bước này thì các bạn không chọn Connect Now mà các bạn chọn cho mình là Continue With. Đấy. Limit Setup này. Limit the Setup. Máy tính khởi động lại lần thứ 3. Các bạn chờ một chút. Đến đây máy tính lại yêu cầu lặp lại cái bước vừa nãy. Thì chúng ta cũng làm giống vừa nãy. Ta không kết nối Internet, ta bỏ đi. Ta chọn tiếp vào cái mục này. Continue with này. Đến đây. Máy tính yêu cầu là nhập tên. Nhập tên của PC. Chúng ta đánh tên chúng ta vào. Hoặc là đánh cái gì đó. Tùy chúng ta. Tên bất kỳ. Đấy. Mình đặt Wins. Bấm Next. Ở
Ở đây yêu cầu chúng ta đặt password cho máy tính, chúng ta bỏ qua. Còn bạn nào thích đặt thì đặt, mình thì mình bỏ qua cho nó đỡ mất thời gian. Đến đây rồi thì các bạn chọn chấp nhận. Đấy, tất cả cái mục vừa nãy chúng ta cứ để nguyên, bạn chọn chấp nhận. Khâu cài đặt của chúng ta cũng sắp hoàn thành rồi. Trong bước này thì máy tính có cảnh báo là các bạn không được tắt máy tính, cho nên để cài đặt trên laptop thì các bạn lưu ý rằng là lúc nào pin của các bạn cũng phải đầy đủ. Và trong quá trình cài đặt thì không bị mất điện. Như vậy, việc cài đặt Windows của chúng ta đã thực hiện thành công. Trên cái bản Windows này thì chưa tích hợp các cái phần mềm ứng dụng như Office rồi là bộ gõ. Đấy, thì các bạn có thể cài đặt thêm bằng cách là vào Internet để tải về và cài đặt thêm vào máy tính. Nếu có vấn đề gì khó khăn thì các bạn có thể là comment ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công.